Fighter ở đây không có nghĩa là những người đánh nhau, mà Fighter ở đây có nghĩa là sẵn sàng để chống đối cái yếu trong mình. Giải đấu võ thuật mang tên Coco Championship sẽ được chính thức ra mắt ngày hôm nay ngay trên vùng đất Coco Bay này. Với cái vai trò đạo diễn chương trình, chia sẻ cố gắng hết sức để mà đem lại một sân chơi rất là lành mạnh, rất là bổ ích đến cho võ thuật Việt Nam.